bóp giá cây đồ hiệu chất lừ của Hoa hậu Hoàng Dung khi lên đường dự London Fashion Week. Xuất hiện tại sân bay, nàng hậu chơi xét đồ với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. Đêm qua, ngày 11 tháng 9, Hoa hậu Hoàng Dung đã đáp chuyến bay đi Anh Quốc, thực hiện chuyến công tác dài ngày trong khuôn khổ London Fashion Week Spring Summer 2023, diễn ra từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Người đẹp sang London sớm hơn ngày diễn vì có một số lịch trình chụp hình quảng bá, phi tình trang phục cho nhà thiết kế Trần Hùng. Lần này, ngoài vai trò vedette cho show diễn của nhà thiết kế Trần Hùng vào ngày 16 tháng 9, cô còn được mời ngồi ghế VIP tại nhiều show khác của các thương hiệu thời trang danh tiếng. Cô chưa tiết lộ sẽ góp mặt trên thảm đỏ của thương hiệu nào. Dù bay đêm nhưng khi vừa xuất hiện tại sân bay, Hoàng Dung đã gây chú ý bởi style thời trang sành điệu, khoe trọn được vóc dáng hanh mảnh. Đặc biệt là vòng eo 52cm không tưởng. Vốn là một fashionista và tay chơi hàng hiệu có tiếng, cô chủ tài mix match những item cơ bản của ba mê như áo tăng crop, quần biker, blazer thành set đồ màu trắng ấn tượng. Người đẹp sử dụng thêm các phụ kiện như mũ lưỡi chai Balmain sneaker Gucci cùng túi Hermes để khiến bản thân thêm nổi bật. Tổng giá trị cây đồ hiệu của nàng hậu lên đến gần 1 tỷ đồng, bao gồm mũ Balmain 10 triệu, áo blazer F 25 triệu, quần biker Balmain 25 triệu, áo crop top Balmain 15 triệu, giày sneaker Gucci 20 triệu, điện thoại Vertu 120 triệu, túi Hermes 600 triệu. Hoàng Dung chọn phong cách trẻ trung với trang phục thoải mái vì cô sẽ trải qua chuyến bay kéo dài. Đêm qua, cô bay một mình từ Hà Nội, còn ekip mạ kè up, nhiếp ảnh của cô lại bay từ Sài Gòn. Trước giờ lên đường sang London, Hoàng Dung thổ lộ, cô gấp rút hoàn thành các công việc từ sắp xếp điều hành kinh doanh đến các môn thi của khóa học tiến sĩ. Gần như ngày nào cô cũng bận từ sáng đến tối. Khi trở về nhà vào tối muộn, cô tranh thủ thời gian để xếp hành lý cho chuyến công tác kéo dài gần 10 ngày. Những ngày này, cả nước Anh chìm trong không khí thương tiếc bởi sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth II. Sự kiện London Fashion Week Spring Summer 2023 vẫn diễn ra như dự kiến, nhưng các show diễn vào ngày tang lễ chưa được công bố của nữ hoàng sẽ bị dời lại. Theo thông báo của Hội đồng Thời trang Anh, BFC, đây là thời điểm quan trọng để các nhà thiết kế trình diễn bộ sưu tập theo đúng mùa. Do đó, show có thể tiếp tục nhưng chúng tôi yêu cầu nhà thiết kế tôn trọng thời kỳ quốc tang. BFC cũng yêu cầu các kênh phương tiện truyền thông của Anh Quốc hạn chế tung hình ảnh về sự kiện cho đến khi thời gian quốc tang 10 ngày kết thúc. Bản thân Hoa hậu Hoàng Dung rất lo lắng trước tin nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời bởi lo sợ London Fashion Week sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên sau thông báo của BFC, cô thở phào nhẹ nhõm. Dẫu vậy một số hoạt động trong kế hoạch dự kiến từ trước của cô đành phải thay đổi vì thời điểm không phù hợp.